Chào cô chú, hôm nay thì con xin giới thiệu tới cô chú một loại lan. Loại lan này thì nếu mà có theo dõi kênh của con thì chắc cô chú cũng đã biết. Lan nó tên là cây trầm mùa tuyết, được chứ con có từng bán á. Loại này thì có vài giò thôi chứ không có nhiều. Và hôm nay thì con xin giới thiệu cái mặt hoa của nó đây. Mặt hoa này là mặt hoa nở tại vườn luôn ạ. Chiều nó hơi cụp cánh xuống dưới, sáng cánh nó ngửa ra đẹp lắm. Bay thì không bay đâu, nhưng mà cánh nó không có bị cụp như vậy. Còn mùi của nó thì cực kỳ là thơm, thơm ngọt, mùi vani, hơn hẳn hoa dã hạt luôn. Cánh họng, môi của nó nhìn một bông hoa rất là tuyệt vời. Con nói luôn là con cây này con không bán ạ. Để chơi thôi, và hôm nay nó có hoa thì quay lên cho cô chú thấy. Và cái cây này con không hiểu tại sao, nhưng mà hoa của nó đáng lẽ là hoa xuân ấy, nhưng mà nó bị ra sớm. Giờ chắc ở ngoài Bắc thì chắc vừa bước qua mùa đông rồi. Còn trong Nam này thì đang mùa mưa mà nó đã ra hoa hết rồi. Đây, đây là nụ của nó. Thân nhìn rất là đã. Có một điều là nó ra hoa mà hoa nó được con khúc à. Có khúc trên này này, con nghĩ là khúc dưới này thì nó sẽ ra hoa đúng. Bởi vì bây giờ nó bắt đầu nứt ra. Để ý kỹ thì có thể thấy. Đây. Mắt nó bắt đầu nứt ra. Đó. Là cái này có thể là nó sẽ ra hoa vào mùa xuân, có thể là trúng Tết. Có khả năng là Tết lắm ấy. Còn cái này thì nó bị sớm, nó cũng ra có một khúc ở trên thôi, khúc dưới thì không. Đây là mặt hoa trầm mùa tuyết, mùi thì cực kỳ thơm luôn, rất là đã. Nhưng mắt dưới thì bắt đầu nhú lên, ở trên thì đã nở hết rồi. Hôm nay thời tiết chắc tại do mưa nhiều. Còn ở trên thì bắt đầu mầm con bắt đầu mọc lên rồi. Mong là năm sau nó sẽ mọc hơn. Bụi này hơi dở. Năm ngoái bốn mầm dài như vậy. Mà năm nay ra được có ba mầm gốc à. Chỗ này hai mầm thì nó không ra được. Không thấy mắt ngủ đâu. À, cũng có mắt đang sưng lên. Tên của nó là trầm môi tuyết ạ. Nó là một dạng trầm lai. Nếu mà cô chú nào chơi lan lâu năm thì chắc nhìn cánh của nó sẽ thấy rất là ảo đúng không ạ? Hồng hồng lem lem lem. Vì nó hàng lai như vậy chứ hàng rừng mà cánh như thế này thì tuyệt vời luôn. Màu cánh rất là ảo. Môi của nó đây. Mà mấy bốn thân mà ra được có hai thân hoa à. Còn hai thân này không thấy gì hết, chắc là chờ đợi đúng vụ đây. Cái thể loại này ra hoa mà không có rụng lá nên cũng không có nổi mấy. Mấy cái cây mà ra hoa rụng lá thì mới đẹp.
Xin chào cô chú.